rồi đây là nhân viên nguyên nhá nguyên này thì hai cái này không xem được đấy cái phần trăm này nữa ok vì nguyên nhân là do cái nó không có hiển thị cái bảng chi phí ở đây thì nhân viên sẽ không xem được rồi còn uh, đây quản lý này quản lý thì có thể xem được chi phí dự kiến này chi phí thực tế này đây vì làm sao vì quản lý là có thể thấy được cái bảng chi phí ở đây đó với lại là quản lý chi phí này đây, bạn quản lý có thể xem được nhá. Còn nhân viên thì sẽ không thể thấy được bảng này cho nên là mình có thể ẩn được hai cột này đi. Ok, phần này tưởng sẽ là như vậy. Đây là mình sẽ có một bảng tất cả chiến dịch nhá thì nó sẽ có hai cái chỉ số mình quan tâm à, chi phí dự kiến và chi phí thực tế. Bây giờ mình muốn ẩn đi hai cột này không cho nhân sự xem. Thì sẽ làm như thế nào? À, đầu tiên thì cái cột chi phí thực tế này nó sẽ lấy từ bảng quản lý chi phí này. Đây. Quản lý chi phí ở đây nhé thì mình chỉ cần ẩn đi cái bảng này là được. Đây ẩn đi bảng này, thì nó sẽ nhân sự sẽ không thấy được cái cột này nữa. Và cái cột này thì mình cho nhân sự xem mấy thông tin ở đây. Nhưng mà cột chi phí thì mình cũng sẽ ẩn đi. Thì sẽ làm như thế nào? Đầu tiên thì mình sẽ tạo một cái bảng mới này. Đây, mình sẽ để gần đây nhé. Và cái này mình sẽ liên kết tới cái bảng tất cả kia dựa trên cái liên kết một chiều này. Đây, mình sẽ ghi là chiến dịch ok mình sẽ sang đấy copy lại nha đây mình sẽ sang tất cả chiến dịch này cần c này rồi cần ship về ok mình đã lấy được ừ, chiến dịch rồi đúng không bây giờ mình sẽ copy cái phần số tiền qua rồi chỗ này mình sẽ dán này rồi thì đây sẽ chính là cái chi phí thực tế của mình à chi phí dự kiến rồi ở đây là ý tưởng của mình chỉ cần uh, ẩn cái bảng này đi cho nhân sự là nhân sự sẽ không xem được cái chi phí dự kiến này đây cái chi phí dự kiến mình sẽ lốc cặp nhé chỗ này mình sẽ sửa lại thay vì mình nhập trực tiếp thì mình sẽ thông qua một bảng khác đây chi phí dự kiến này đó, đây nó có điểm chung là chiến dịch đó thì mình chỉ cần uh, nối nó nối nó lại với nhau là được ok đây sẽ là cái chi phí dự kiến của mình nhé rồi hai cột này mình sẽ ẩn đi bây giờ mình sẽ vào cái phần uh, Advanced version này mình sẽ bật cái quyền nâng cao đi rồi mình sẽ đẩy để, đây để, để đây là nhân viên này rồi nhân viên tìm sao nhân viên sẽ có thể xem được đại chiến dịch thì sẽ chỉ xem được và một số cột sẽ không xem được đây cái bảng này chi phí này à, không xem được này no view này ok rồi mình sẽ lưu mở bảng quản lý mình sẽ sửa lại một chút ok với quản lý thì có thể làm sao à, chiến dịch này có thể rồi có thể quản lý nhá rồi cái này có thể quản lý ok rồi mình lưu đây mình sẽ lưu và xem thử này xem preview này rồi ok à, hiện tại đang là admin nhá admin thì sẽ xem được hết đây xem được hết mấy bảng này rồi bây giờ còn mình sẽ phân cho một bạn nữa đi đây để mình thoát ra mình phân này đây, mình sẽ add một bạn. Đây, mình sẽ add nhất làm nhân viên nhé. Còn à, quản lý. Còn mình sẽ add nguyên. để nguyên làm nhân viên này. Quản lý là nhất này. Rồi mình sẽ lưu và xem trước. Ok, đối với mình là admin là mình xem được hết này. Còn đối với nguyên là nhân viên này. Thì nhân viên đây, nhân viên và sẽ không thấy được cái chi uh, chỉ ví dự kiến này. Rồi, vì cái bảng table chi phí dự kiến mình không có. Ấy. Còn cột chi phí thực tế này để mình xem lại xem nào. Ờ cái này chỉ xem, mình sẽ ẩn luôn đi. Nhân viên này, để mình thoát để mình sửa lại. Nhân viên nhá. Edit này. Chi phí ờ ừ, mình sẽ không cho xem cái này. Ok, mình sẽ lưu lại phát. Rồi. Mình sẽ xem lại thử. Rồi, đây là nhân viên người nhá. Nguyên này thì hai cái này không xem được Đấy, cả cái phần trăm này nữa Ok, vì nguyên nhân là do cái nó không có hiển thị cái bảng chi phí ở đây Thì nhân viên sẽ không xem được Rồi, còn uh, đây, quản lý này Quản lý thì có thể xem được Chi phí dự kiến này, chi phí thực tế này Đây, vì làm sao? Vì quản lý là có thể thấy được cái bảng chi phí ở đây Đó, với lại là quản lý chi phí này Đây, bạn quản lý có thể xem được nhé còn nhân viên thì sẽ không thể thấy được bảng này cho nên là mình có thể ẩn được hai cột này đi. Ok, phần này tưởng sẽ là như vậy.